Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển, đảo, bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền trên biển, đặc biệt là tàu thuyền đang còn hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, ven biển từ Hà Tĩnh trở ra và tại nơi tránh trú. Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn. Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di rời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi có bão, lũ. Sau khi cấm biển, lực lượng chức năng phải kiên quyết không cho tàu thuyền rời bến nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân.